Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Thủy làm video này Thủy muốn chia sẻ với tất cả các bạn, nhất là các bạn nam ha, bài thuốc trị về chứng mà như là yếu mềm hay là sức sớm ha. Thì các bạn nữ cũng nên xem nha, mình xem để mình hiểu hơn ha. Và với cái cách mà trị nó có rất là nhiều bài thuốc khác nhau và phương pháp khác nhau, nhưng mà Thủy muốn chia sẻ với tất cả các bạn cái cách mà chúng ta trị bằng những nguyên liệu mà rất là dễ tìm và rất là dễ mua, mà nó cũng rất là rẻ tiền đó các bạn, và nó cũng cho kết quả cũng rất là cao ha. Và cũng đã có rất nhiều anh chị em áp dụng rồi và cảm thấy là bài thuốc này cũng cảm thấy rất là hay, nên Thủy muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Nếu các bạn nào đang bị trong cái trường hợp này thì nó cũng rất là tế nhị và rất là khó nói ha. Nhưng mà nếu như chúng ta cố gắng áp dụng kiên trì thì Thủy nghĩ rằng là nó cũng sẽ cải thiện được rất là tốt. Nếu như các bạn nào bị thì các bạn hãy áp dụng bằng phương pháp trị từ cái nguyên liệu như là chuối ha. Chuối này thì các bạn có thể sử dụng chuối già hay là bất cứ chuối gì cũng được ha. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ chuối nào ha, nhưng mà hãy thấy cái chuối này là các bạn nó nhiều dinh dưỡng hơn ha, nên là hãy sẽ sử dụng chuối này. Và nguyên liệu thứ hai là cà rốt. Thì cà rốt này có nhiều vitamin, nó sẽ giúp cho chúng ta là bồi bổ cơ thể và giúp cho chúng ta điều trị trong quá trình mà chữa vấn đề về sinh lý rất là tốt ha. Nếu như các bạn nào mà đang bị thì mình hãy áp dụng thử cái phương pháp dùng chuối và cà rốt này thử nha, một thời gian trong vòng một tuần thì các bạn sẽ thấy được cải thiện ha. Và cái phương pháp làm như sau các bạn nha. Nguyên liệu gồm có là các bạn chuẩn bị một ít cà rốt ha, một trái chuối, chuối nào cũng được nha, chuối già, chuối xứ hay là chuối cao gì cũng được ha. Các bạn thích chuối loại chuối nào thì các bạn sẽ dùng loại chuối đó ha. Và một ít mật ong ha. Và các bạn làm như sau nha. Cà rốt này các bạn rửa sạch đi ha, và chúng ta cạo vỏ nha. Chúng ta sử dụng khoảng một đoạn như thế này thôi các bạn ha, mình thủy nạo phần này thôi nha. Chuối này các bạn sử dụng một trái nha, các bạn lọc vỏ ha, bỏ vỏ đi. Thank you.
Sau khi các bạn cho chuối, cà rốt thì các bạn cho một muỗng cà phê mật ong vào nha. Cái mật ong này các bạn trị cho chúng ta vấn đề về sinh lý nam rất là tốt ha. Kết hợp ba thứ này lại thì cho kết quả rất là tuyệt vời luôn các bạn. Sau khi các bạn trộn đều chuối, cà rốt và mật ong này lên thì cái cách sử dụng như sau nha. Các bạn nhớ rằng là các bạn ăn hỗn hợp chuối, cà rốt và mật ong này là sau bữa ăn tối nha. Và có thể là các bạn ăn trước khi đi ngủ là khoảng 2 giờ thì cho kết quả là tốt hơn nha. Nếu các bạn nào đang muốn có sức khỏe hay là tăng cường sức khỏe ở nam giới thì chúng ta hãy thử cái phương pháp ăn chuối, cà rốt và mật ong này nha. Ba thứ này kết hợp lại cho chúng ta kết quả rất là tuyệt vời nha. Sau khi chia sẻ đến tất cả các bạn cái phương pháp trị bệnh về sinh lý nam bằng cà rốt và chuối và mật ong, thì hy vọng rằng là các bạn xem và áp dụng cho mình có được sức khỏe hoặc dồi dào ha. Nếu như các bạn nào cảm thấy video hữu ích thì hãy cho Thủy một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Thủy nha. Thủy xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thủy xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.